Nê trai, anh đã gặp gia đình tôi chưa? Ba mẹ tôi thế nào? Mahia, Vinet, mọi chuyện đều ổn chứ? Họ đều ổn, nhưng họ vẫn chưa vượt qua nỗi đau về cái chết của cô. Thật không dễ dàng với họ. Đó là lý do tại sao tôi lại nói với cô như vậy. Hãy nói với gia đình về sự thật đi. Anh nghĩ sao Nê Rai? Anh nghĩ tôi không muốn gặp cha mẹ mình sao? Còn muốn nói chuyện với họ nữa kìa. Nhưng không, không phải bây giờ. Tôi đã làm mọi người rất buồn phiền rồi. Tôi không muốn mọi người phải gặp khó khăn vì trận chiến của tôi nữa. Bây giờ tôi nói cho họ biết sự thật về Shikha Gupta thì đó sẽ là một sai lầm. Cảm giác làm trợ lý giám đốc điều hành của vợ anh thấy thế nào? Vợ anh là sếp ở nhà và cả ở văn phòng nữa. Các ông chồng có thể sợ hãi, nhưng một người đàn ông thực sự không bao giờ sợ vợ mình. Samaira, lần này cô đã vượt qua giới hạn của mình rồi. Cô sai rồi. Thưa anh, dừng lại đi. Anh đi đâu vậy? Anh à, anh. Samaira, cô ở đâu? Samaira, Aditi, anh đang làm gì ở đây? Cô nói gì? Cô nói tôi không phải đàn ông sao? Cô nói tôi sợ vợ tôi. Chuyện gì vậy? Anh đang nghĩ gì vậy Aditi? Không có gì đâu. Nào, uống đủ rồi, anh ngủ đi. Chờ xem Samaira, cô đã phạm một tội sai lầm nghiêm trọng khi khiêu khích tôi. Tôi chắc chắn sẽ cho cô một câu trả lời thích đáng. Cảm ơn. Cô đang nghĩ gì vậy? Chúng ta phải thực sự cẩn thận, không thể có một sai lầm nào. Nếu Aria phát hiện ra sự thật về Samaira thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc. Đừng lo, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu. Samaira Seth, Samaira Seth, ra đây. Đi đi. Tôi biết bí mật lớn nhất của cô rồi. Tôi có nên nói ở đây không? Hay cô muốn tôi vào trong nói? Rời khỏi đây, đừng có hét lên, sai rồi. Samaira Seth, ra đây đi. Trả lời tôi đi. Nê Rai, nè, không phải kiếm chuyện ở đây. Vào trong nói chuyện đi. Tôi thất vọng thật cô Samaira. Dí danh Shikha Gupta.
Nên ra anh làm gì vậy? Để anh ta đi. Nên ra, nên ra bình tĩnh đi. Anh đang làm gì vậy? Này, không cần phải tức giận như vậy. Thay vì cầu xin thì anh lại định đánh tôi sao? Sao hai người nhìn nhau? Samara xét. Bí danh Sikha Gupta đến từ Nasik. Hình ảnh phẫu thuật của cô. Để xem có phải vì tôi say nên nhầm lẫn không. Cứ cầm đi, tôi có nhiều lắm. Kiểm tra xem nó có phải của cô không. Tôi rất cố gắng, nhưng cô vẫn thua kiện ADT. Thật là tồi tệ, anh muốn gì? Cô thông minh thật. Còn anh sao lại nóng tính như vậy? Nói đi, anh muốn gì? Tôi còn muốn gì nữa chứ? Chữ ký của cô và 50 vạn từ Sikha Gupta. Năm mươi vạn sao? Sao? Có không? Cô không có cũng không sao. Tôi sẽ đưa ảnh cho Aditi Chanagat. Anh ta sẽ cho tôi số tiền đó để mua những bức ảnh này. Nay ra, bỏ anh ta ra. Nay ra, anh làm gì vậy? Nay ra, không phải tức giận. Nhưng Sikha im lặng, bình tĩnh. Anh để biết mọi thứ về tôi. Phải làm gì bây giờ? Đợi anh ta tỉnh dậy. Anh sẽ ngủ cả ngày đúng không? Nào dậy đi. Chào buổi sáng. Tôi xin một tách trà được không? Dừng những việc vô nghĩa này đi. Nói thẳng đi. Vấn đề là tôi biết mọi thứ về cô ấy. Quá khứ của cô, hiện tại của cô và tương lai của cô sẽ nằm trong tay tôi. Nếu hai người không muốn ai biết thì hãy đồng ý với điều kiện của tôi đi. Tôi đã nói số tiền rồi. Tôi sẽ nhắc lại. 50 vạn. Tôi sẽ im lặng mãi mãi. Anh sẽ im lặng mãi mãi sau khi nhận được số tiền này. Anh có hứa rằng sẽ không bao giờ nói với ai không? Khi tôi nhận được tiền, tôi sẽ hứa với cô. Được sao? Anh cứ nghĩ đi. Tôi đi đây. Thậm chí cô không mời tôi một tách trà. Ngày mai tôi đợi hai người ở địa chỉ này. Anh tới thì tốt, còn nếu không thì anh cũng biết hậu quả mà. Tôi đi đây.
Anh nhớ không, ngày mai là Holi. Đúng sao quên được chứ. Như thường lệ năm nay chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc Holi hoành tráng tại công ty. Sunaina, anh đang nghĩ lần này chúng ta sẽ không tham dự lễ Holi. Madhu và Chai nên là người chủ trì lễ hội tại tập đoàn Jagannath. Nếu có ai nhắc tới công ty, họ sẽ chướng ngay đến hai đứa, chứ không phải là anh. Mọi chuyện sẽ như vậy nếu anh ít tham gia vào các việc của công ty. Chào buổi sáng ba. Chào buổi sáng con. Ba vừa nhắc tới con. Thật sao? Quá trình chuẩn bị cho Holi diễn ra thế nào? Mọi thứ được thực hiện rồi ba. Tốt. Ba chờ xem. Sau buổi tiệc Holi, tập đoàn Jagannath sẽ một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán trên các phương tiện truyền thông. Tốt. TV, Internet, báo chí. Đó là một cơ hội tốt để quảng bá đó ba. Ba biết gì không? Điểm nhấn lớn nhất của bữa tiệc là gì vậy con? Màn trình diễn của Samaira cùng với màu sắc của Holi. Giọng hát của Samaira sẽ làm bữa tiệc thêm sôi động. Mọi người sẽ ngạc nhiên đó ba. Kế hoạch chúng ta thất bại vì trợ lý của bác sĩ mất. Anh ta đòi 50 vạn. Lấy đâu ra 50 vạn chứ? Tôi sẽ giải quyết việc đó. Để đó cho tôi. Cô chỉ cần tập trung vào ADT. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Mọi thứ dường như sụp đổ. Hết vấn đề này tới vấn đề khác. Trợ lý của bác sĩ lại còn ADT. Từ hôm qua anh ta không gọi điện hay nhắn tin cho tôi. Các ông chồng có thể sợ hãi, nhưng một người đàn ông thực sự không bao giờ sợ vợ mình. Hình như những điều tôi nói làm anh ta tức giận. Chuyện gì vậy? Anh ấy không trả lời sao? Anh ta không nghe điện thoại. Bây giờ phải nói chuyện riêng với anh ta chứ không gọi nữa. Có thể anh ta sẽ không gặp tôi. Nhưng anh ta sẽ phải gặp tôi cùng với cô Mahuri. Aditi Jagannath. Cô đi đâu vậy? Đi chuẩn bị. Ý cô là gì? Nếu khách tới nhà sẽ phải chào đón đàng hoàng. Khách sao? Khách Aditi Jagannath và vợ Mahuri Jagannath. Ngày mai, ngày mai là Holi. Anh giúp tôi được không? Cô nói đi. Anh đi gặp gia đình của tôi. Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn. Lạ lắm đúng không? Những người đã khiến gia đình tôi mất đi hạnh phúc. Vậy mà ngày mai tôi lại tổ chức lễ Holi cùng với họ. Chuyện gì vậy? Ai bôi màu lên người của ba vậy? Con gái, có vài đứa trẻ chơi ở tầng dưới. Ngày mai là Holi. Ngày mai là Holi. Đã quên mất rồi. Nhớ đi làm gì? Vô nghĩa cả thôi.
Ba đi thay đồ. Để con mở cửa. Xin chào, chào, vào đi anh. Chào gì? Chào con trai. Đây ra cháu. Chú ơi, ngày mai là Holi, cháu mang ít đồ đến cho mọi người. Màu sao? Chuyện gì vậy Nê trai? Cuộc sống của chúng tôi quá ảm đạm rồi. Cháu còn nói là ăn mừng Holi sao? Cháu không biết à? Sau cái chết của Sika làm sao? Cháu biết là chú sẽ khó chịu, nhưng cháu hiểu chúng ta có lý do. Chúng ta có lý do để mừng lễ Holi. Ý cháu là gì? Chú à, có một nhà sản xuất quan tâm đến sách của Sika. Thật sao? Đúng vậy. Cháu đã nói chuyện với anh ấy. Anh ấy muốn đọc sách. Cháu đến để lấy nó. Đúng là tình tốt. Cảm ơn đề rài. Cảm ơn cháu rất nhiều. Cuộc sống không phải lúc nào cũng ảm đạm đâu chú. Cháu hứa với chú. Bất kể số lượng kênh truyền thông trong lễ hội Holi ngày mai có như thế nào, hãy đảm bảo ai đó. Đây là cái gì? Của cô Samaira. Cô ấy đã gửi nó cho cô. Đưa nó cho tôi. Cô ấy gửi gì đây? Bông tai sao? Đẹp quá. Xem nè. Chào Madu, hôm nay cô hãy là khách của tôi nha. Tôi rất vui nếu được tổ chức bữa tối cho vợ chồng cô. Tối nay lúc 8 giờ tại nhà tôi. Samaira mời. Samaira mời chúng ta đến nhà cô ấy ăn tối. Chẳng phải cô ấy quá thân thiện với chúng ta sao? Có lẽ cô ấy đã quên rằng cô ấy không phải đang làm gì cùng chúng ta. Phải nhắc nhở cô ấy. Cô sẵn sàng chưa? Tôi sẽ đợi bên ngoài. Sika, tôi không nghĩ là họ sẽ tới. Tôi biết IDT đã cố gắng làm gì. Anh ta nghĩ mình rất ưu tú. Đó là lý do tại sao anh ấy đang cố làm cho tôi cảm thấy thấp kém. Không sao đâu. Hôm nay sẽ tới lượt anh ấy. Ngày mai sẽ đến lượt tôi. Ngày mai là Holi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào Holi. Adi, ông Oberoi muốn đầu tư vào dự án bất động sản của chúng ta. Đó là vấn đề chính.
cứ trao đổi kinh doanh bất cứ khi nào em có cơ hội. Hôm nay là một lễ hội, cũng như chúc mừng trước nha. Chúc mừng Holly, tôi chắc chắn chúng ta sẽ hợp tác với nhau tốt đẹp. Chắc chắn. Dạ thưa ông, Oberon hãy tận hưởng bữa tiệc. Tôi sẽ tận hưởng khi bữa tiệc của cô sôi động hơn. Nghệ sĩ biểu diễn ngôi sao Samira xét của cô đâu rồi? Buổi biểu diễn của Samira sẽ sớm bắt đầu thôi. Sẽ bắt đầu khi cần thiết. Nhưng ít nhất cô hãy giới thiệu cô ấy với tôi trước đã. Tất nhiên rồi. Rakesh. Dạ. Rakesh, ông Oberon muốn gặp Samira. Chuyện gì vậy? Sao lại nhìn tôi như vậy? Thưa cô, của Samira vẫn chưa đến. Tôi xin lỗi. Đến đây. Anh đang nói gì vậy? Thưa cô, tôi đang nói sự thật. Xin lỗi ông Oberon. Chuyện gì vậy? Samira vẫn chưa đến.